Được chưa? Thấy gì đâu trời. Thấy gì đâu. Cái gì các bạn, hôm nay là mình đưa cây mai lên để mình các bạn. Mai này nó có cái gốc rất là lớn nha. Gốc lớn dữ trời lắm nha. Rồi lên tàn luôn nè. Tàn thuốc con trời luôn rồi nha. Tàn rộng cả cái sân luôn, sân nhà luôn. Tôi đời năm 40-50 năm rồi nha. Đây, chủ nhà kêu giá 300 triệu. Tàn rộng dữ trời rộng luôn, chiếm cả cái sân nhà luôn. Ai xuống đây thì nó ở địa chỉ chỗ ấp chính của xã Công Sơn, huyện Cà Nam nha. Cái tàn rộng là cả 10 mấy mét vuông, bao cả trọn một cái sân nhà luôn nha. Đúng rồi. Mỗi năm rồi nó có cái tàn tròn thế này và bông rồi gì đó. Thế nào thấy nhu cầu thì nói 300 triệu. Đi vô. Đi vô. Lấy cạnh rộng rồi để thấy. Đó. Thấy chưa? Cả một khoảng sân nhà luôn. Tròn cả một khoảng sân nhà luôn nha. Cây mai này mà về tới Cần Thơ hoặc Thành phố Hồ Chí Minh là kiếm bạc tỷ chứ không phải chơi đâu. Thần quay clip nhưng mà biết rồi đi bởi qua mày quay cái chùa tại vì tao mới nói không có nhiều phần mình chịu hết chưa tôi. Tàn nó tròn khắp cả một cái sân luôn. Ai có nhu cầu thì cứ liên hệ số điện thoại 0906 nha, 904090, 300 triệu nha. Gốc dữ. 300 triệu mà là là. Gốc dữ lắm. Rồi. Bắt đầu. Bảy bốn rồi. Không á. Trong đá thì cũng nửa rồi, cả được bảy bốn rồi. Cẩn thận nha. Đi ra để thấy cảnh rộng của nó như thế nào. Ra bên. Ra bên rồi. Tròn cả khoảng sân luôn nha quý vị. Rồi nha, anh em nào có chốt giá thì cứ liên hệ nha.